chào tất cả các em, mời các em ngồi xuống. Ở hai tiết học trước, cô trò chúng ta đã tìm hiểu tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Trong hai tiết học đầu này, chúng ta đã tìm hiểu những biến cố trong cuộc đời của nhân vật Chí. Chúng ta đã tìm hiểu cái quá trình Chí Phèo từ một người nông dân lương thiện trở thành tên quỷ dữ của làng Vũ Đài và quá trình thức tỉnh, hồi sinh mạnh mẽ của nhân vật dưới tác động của tình người. Tiết học này, cô trò chúng ta tiếp tục đi vào tìm hiểu. Mời các bạn dở sách ra, chúng ta đến với tiết đọc văn Chí Phèo. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay bằng phần chơi chung sức. Phần chơi mang tên chung sức bởi vì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Phần chơi gồm có 8 câu hỏi và tất cả các em sẽ cùng nhau để thực hiện 8 cái câu hỏi này. Nội dung của 8 câu hỏi là cái phần kiến thức mà các em đã được học ở hai tiết trước. Và cô sẽ dựa vào cái tín hiệu giơ tay của các bạn. Bạn nào có cái tín hiệu giơ tay nhanh nhất thì cô sẽ mời bạn đó trả lời. Các bạn đã rõ luật chơi chưa? Rồi. Tất cả chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1. Nam Cao là nhà văn thuộc trào lưu văn học nào? Cô mời Phương Anh. Dạ thưa cô, Nam Cao là nhà văn thuộc trào lưu văn học hiện thực phê phán ạ. Đúng rồi, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta: tác phẩm nào của nhà văn Nam Cao được đánh giá là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam hiện đại? Cô mời em. Cô là tác phẩm Chí Phèo. À đúng rồi, đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta đó là: ai là người đã đẩy Chí Phèo vào tù? Cô mời em. À đúng rồi, một đáp án không thể chính xác hơn. Chúng ta đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 của chúng ta là: ai là người đã khơi dậy khao khát được quay trở về xã hội loài người ở Chí Phèo? Cô mời em. À, thì nào, đây là một đáp án đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 của chúng ta là: trong tác phẩm, Chí Phèo được nhận vật gì mà đó là lần đầu tiên được cho, không phải bằng giật cược hay dọa nạt? Cô mời anh Thương. Anh thưa cô là bạn cháu Hanh ạ. À, bạn cháu Hanh, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 của chúng ta: cảnh éo le, mâu thuẫn dẫn đến đau thương là định nghĩa cho khái niệm gì? À, cô mời em. Cô nói định nghĩa cho khái niệm bi kịch. À, khái niệm bi kịch, đúng rồi. Đây là một đáp án đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 của chúng ta đó là: sự thay đổi của Chí Phèo từ người nông dân lương thiện đến con quỷ dữ của làng Vũ Đài được gọi là gì? Cô mời em. À, quá trình tháo hóa. Đúng rồi, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng của phần chơi chung sức. Câu hỏi số 8. Sự thay đổi của Chí Phèo từ con quỷ dữ của làng Vũ Đài đến khao khát hoàn lương, khao khát làm hoa với mọi người, khao khát trở lại cuộc sống xã hội loài người được gọi là gì? Cô mời em. À, quá trình thức tỉnh. Cảm ơn em, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần chơi chung sức rất là xuất sắc, chứng tỏ là ở tiết học trước các bạn đã nắm rất là tốt cái kiến thức của bài học. Và các bạn, như các bạn thấy là toàn bộ những cái câu hỏi của phần chơi chung sức nó đã khái quát lại, tái hiện lại cho chúng ta những cái kiến thức ở tiết học trước mà chúng ta đã tìm hiểu. Ở tiết học này chúng ta tiếp tục đi vào tìm hiểu những cái diễn biến tiếp theo trong cuộc đời của nhân vật Chí Phèo. Ở tiết học trước thì cô trò chúng ta đã tìm hiểu Chí Phèo, cái quá trình từ người nông dân lương thiện bị bần cùng dẫn tới tha hóa, lưu manh hóa. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu Chí Phèo được thức tỉnh và khao khát
được hoàn lương. Ở tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu chí phèo Bì Thị Nở cử tuyệt, diệt bá kiến và tự sát, cũng như là phần kết thúc truyện. Ở tiết học trước, trong phần giao nhiệm vụ về nhà, cô đã yêu cầu các bạn về đọc thật kỹ tác phẩm và nắm thật vững các cái sự việc chính cũng như là các cái chi tiết tiêu biểu trong đoạn truyện Chí Phèo Bì Thị Nở cử tuyệt cho đến hết. Và hôm nay xem lớp học là sân khấu, các bạn hãy tái hiện lại cái đoạn truyện trên bằng một cái tiểu phẩm. Bây giờ cô mời nhóm thực hiện tiểu phẩm, các bạn thực hiện cái nhiệm vụ học tập của mình. Thấy tiểu phẩm của các bạn có xuất sắc không ạ? Có. Xin hãy dành cho các bạn
một tràng pháo tay lớn. Cô thấy các bạn không chỉ là nắm được những cái sự việc chính, chi tiết tiêu biểu mà các bạn còn nhập vai rất là xuất thần, đặc biệt đó là Kiên trong nhân vật Chí Phèo. Để tìm hiểu rõ hơn những nội dung này, bây giờ cô trò chúng ta bắt đầu tìm hiểu tiếp mục ba nhỏ. Chí Phèo Bì Thị Nở cử tuyệt, Diệt Bá Kiến và tự sát. Ở nội dung này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu. Thứ nhất, đó là Chí Phèo Bì Thị Nở cử tuyệt từ chối tình yêu, và sau đó là cái hành động Diệt Bá Kiến và tự sát. Trước tiên, chúng ta đi vào tìm hiểu mục A nhỏ. Chí Phèo Bì Thị Nở cử tuyệt từ chối tình yêu. Ở tiết học trước thì cô đã giao cái nhiệm vụ học tập về nhà cho bốn nhóm tương ứng với bốn tổ. Mỗi tổ thực hiện một cái nhiệm vụ học tập tương ứng như sau. Nhóm 1, lý giải những trạng thái tâm lý của Chí Phèo khi Bì Thị Nở từ chối trong những câu văn sau. Hắn nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu. Hắn bỗng nhiên ngẩn người, thoáng một cái hắn lại như hít thấy hơi cháo hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì, thì trụt xong dần rồi, cái mũi đỏ của thị dì xuống rồi lại bành ra, thì hả hê lắm lắm, thì ngoay ngoại cái mông đít đi ra về. Hắn sửng sốt đứng lên gọi lại, ai mà thèm lại, con muốn lôi thôi cái gì, hắn đuổi theo thì nắm lấy tay. Nhóm 2, lý giải tại sao Chí Phèo càng uống càng tỉnh, hơi rượu không sặc sủa, hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành. Nhóm 3, bình luận về chi tiết, hắn ôm mặt khóc rưng rức trong sự đối sánh với chi tiết. Hắn thấy mắt hình như ướt ướt khi nhận bát cháo hành từ Thị Nở. Và nhóm 4, nhận xét diễn biến tâm lý, ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật của nhà văn Nam Cao khi miêu tả tâm trạng của Chí Phèo lúc bị Thị Nở từ chối. Và cô đã nhận được cái kết quả thảo luận của nhóm, của tất cả các nhóm gửi về từ cả cái nhóm trưởng qua hệ thống LMS. Bây giờ cô sẽ trình chiếu cái sản phẩm thảo luận của các bạn và mời đại diện từng nhóm lần lượt lên trình bày. Thưa cô và các bạn, sau đây em xin đại diện cho nhóm 1 trình bày bài báo cáo học tập của nhóm chúng em. Tâm lý của Chí Phèo sau khi Bì Thị Nở từ chối đó là thoạt đầu hắn ngạc nhiên, khó hiểu vì say mê trong tình yêu và hạnh phúc. Tiếp đến hắn nghĩ ngợi tí rồi hình như hiểu, chỉ hiểu ra vì thái độ quyết liệt cử tuyệt của Thị Nở. Hắn ngẩn mặt vì tiếc nuối hạnh phúc của những ngày qua. Và cuối cùng đó là hắn sửng sốt đứng lên gọi lại và đuổi theo nắm lấy tay thì và mong muốn níu kéo một hạnh phúc. Bài báo cáo của nhóm em chúng đến đây là kết thúc. Rồi, cô cảm ơn nhóm 1. Các bạn nhóm khác có ai nhận xét bổ sung cho nhóm 1 không nào? Cô mời em nào. Thưa cô, em xin nhận xét nhóm 1 đó là đầu tiên là về hình thức thì bản trả lời to rõ ràng, mạch lạc. Còn về nội dung thì bạn đã lý giải được tâm lý trạng thái của Chí Phèo và rất là đầy đủ ạ. Ở nhóm 1, cô thấy phần trình bày của Khánh Lê rất là tự tin, phong thái rất là đĩnh đạc và bản trình bày cũng khá là mạch lạc. Cái nội dung chuẩn bị của nhóm 1 cũng tương đối đầy đủ. Các bạn đã chỉ ra được những cái trạng thái tâm lý của nhân vật Chí Phèo và lý giải được. Thế nhưng mà ở đây cô muốn các bạn lý giải một cách rõ hơn nữa. Cái nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu. Ở đây chỉ hiểu ra cái thái độ quyết liệt cử tuyệt của Thị Nở chính là bởi cái định kiến của xã hội đối với một cái kẻ chuyên rạch mặt ăn vạ như Chí Phèo. Và cái nỗi mặc cảm bị từ chối chính là cái nỗi mặc cảm cố hữu ở trong lòng hắn. Bây giờ cô mời nhóm 2 tiếp tục lên trình bày cái sản phẩm của nhóm. Lý giải tại sao Chí Phèo càng uống càng tỉnh, hơi rượu không sặc sủa, hắn cứ thoảng thấy hơi cháo hành. Thưa cô và tất cả các bạn, sau đây em xin được đại diện nhóm 2 trình bày về sản phẩm thảo luận nhóm của chúng em. Chí Phèo càng uống càng tỉnh, bởi khi uống rượu, hắn nhớ đến Thị Nở, người yêu của hắn, hắn nhớ đến số phận bi kịch của mình và khao khát thêm lương thiện của hắn ngày càng sôi sục. Chính Thị Nở đã thức tỉnh bản chất lương thiện trong hắn và giờ đấy Thị Nở cũng chính là nguyên nhân khiến hắn rơi vào tuyệt vọng. Và hắn càng uống, hắn càng thoang thoảng hơi cháo hành, chứ không phải là sạch sùa hơi rượu. Thứ hai, ta thấy Chí Phèo thoảng thấy hơi cháo hành vì Chí Phèo thêm khá được yêu thương, quan tâm và chăm sóc hơn bao giờ hết. Em xin kết thúc phần trình bày, phần thảo luận nhóm của chúng em đến đây ạ. Rồi, cô cảm ơn nhóm khác. Các nhóm khác có nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn không? Cô mời Khánh lên.
Em thưa cô là em có nhận xét cho nhóm 2 đó là bạn đứng dậy trả lời là rất là lưu loát. Em nhận xét về phần nội dung đó là nội dung thì bạn chưa lý giải rõ ý hướng, hơi rìu, không sặc sùa, hẳn cứ thoảng thấy hơi cháo hành. Cô thấy là bạn Thảo Lê đại diện cho nhóm 2 đã trình bày rất là tự tin. Và nội dung thảo luận của nhóm các bạn cũng khá hoàn chỉnh. Các bạn đã lý giải được vì sao Chí Phèo càng uống lại càng tỉnh. Thế nhưng mà ở cái ý thứ hai, lý giải vì sao Chí Phèo cứ thoáng thấy hơi cháo hành, thì cái chi tiết này các bạn lý giải chưa được đầy đủ. Ở đây chúng ta phải hiểu cái hơi cháo hành trước tiên nó là cái biểu hiện cho cái sự quan tâm, săn sóc rất là ân cần của thị nở. Nó là biểu hiện cho cái yêu thương, cho cái tình đời, tình người mà lần đầu tiên trong đời Chí Phèo được nhận. Để thấy rằng là cái hơi cháo hành nó trở đi trở lại như một cái ám ảnh về tâm lý của nhân vật Chí Phèo. Bây giờ cô mời nhóm 3 lên trình bày cái sản phẩm thảo luận của mình. Bình luận về chi tiết, hắn ôm mặt khóc rưng rức trong sự đối sánh với chi tiết. Hắn thấy mắt hình như ướn ướt khi nhận bát cháo hành của thị nở. Cô mời nhóm 3. Thưa cô và các bạn, sau đây em xin đại diện nhóm 3 trình bày câu trả lời của nhóm em. Đầu tiên, đến với giọt nước mắt của chị, nước mắt hạnh phúc. Quá chi tiết, hắn thấy mắt hình như ướn ướt. Chị là một người cô đơn bị cả làng xá lạnh, thì nở đến với hắn, bất ngờ, quan tâm hắn, khiến hắn cảm động. Lần đầu tiên hắn được một người đàn bà chó, một người tưởng đã trái ly cảm xúc, vẫn có thể thấy mắt mình hình như ướn ướt vì cảm động. Qua đấy cho ta cảm nhận được, đấy là giọt nước mắt hạnh phúc của hắn khi được quan tâm, cũng là giọt nước mắt khi lương trí thức tỉnh. Đến với giọt nước mắt thứ hai của chị, giọt nước mắt đau khổ. Chị bị thiếu nợ từ chối tình cảm vì định kiến xã hội. Hắn ôm mặt khóc rưng rức, giọt nước mắt thật sự đầu tiên đã rơi xuống. Qua đấy cho ta thấy, đấy là giọt nước mắt đau khổ của một con người bị từ chối quyền làm người. Phần trình bày của nhỏ em đến đây kết thúc ạ. Rồi, cô cảm ơn phần trình bày của nhóm 3. Các bạn nhóm khác có ai nhận xét bổ sung cho nhóm 3 không? Cô mời em. Thưa cô, em xin nhận xét về phần trình bày của nhóm 3 đó là phần trình bày của bạn thì khá là tự tin, mạch lạc, trôi chảy. Nhưng bên phần nội dung thì em thấy rằng là chưa làm rõ được là giọt nước mắt hạnh phúc hay là giọt nước mắt đau khổ của chị là giọt nước mắt lần thứ mấy. Em xin hết ạ. Rồi, cô cảm ơn Trami. Chúng ta thấy phần trình bày của nhóm 3 cũng như thế, các bạn trình bày rất là tự tin. Thế nhưng ở cái phần nội dung thì đúng như bạn nhận xét, đó là cái khi trình bày thì bạn có nói rằng là cái giọt nước mắt của chị, giọt nước mắt hạnh phúc, đó là cái khi mà nhận cái bát cháo hành của thị nở. Nhưng ở trên cái phần trình bày mà chúng ta nhìn thấy ở đây thì các bạn chưa làm rõ được điều đó. Các bạn phải trình bày thứ nhất đó là cái chi tiết hắn thấy mắt hình như ướn ướt, và thứ hai đó là cái chi tiết hắn ôm mặt khóc rưng rức. Nhưng mà ở đây cô thấy là các bạn đã có bình luận được, cũng như là đã chú ý đặt cái sự bình luận về hai cái chi tiết trong sự đối sánh. Và ở đây thì các em chú ý thêm cho cô, đó là cái quan niệm của nhà văn Nam Cao. Nam Cao quan niệm nước mắt là cái miếng kính biến hình của vũ trụ, và nước mắt nó khiến cho những cái thứ xấu xa, tan ác cũng trở nên là đẹp đẽ hơn. Và nhà văn Nam Cao dường như cũng nhìn thấy ở Chí Phèo cái bản chất lương thiện, cái phẩm chất tốt đẹp của Chí Phèo đằng sau cái con người tưởng như là quỷ dữ đó. Chúng ta đến với cái phần trình bày của nhóm 4. Cô mời nhóm 4 lên trình bày nào. Nhận xét diễn biến tâm lý và ngòi bút tâm lý, ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật của nhà văn Nam Cao khi miêu tả tâm trạng của Chí Phèo khi bị thị nở từ chối. Thưa cô và các bạn, thì sau đây em xin thay mặt cho nhóm 4 nhận xét về diễn biến tâm lý và ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật Chí Phèo khi bị thị nở từ chối. Thứ nhất, đó là chúng ta có thể thấy qua nhân vật Chí Phèo thì chúng ta thấy từ khi bị thị nở từ chối chúng sống đến lúc diệt bà Kiến đối tự sản là một quá trình diễn biến tâm lý rất là phức tạp, đầy tính bất ngờ, đột biến nhưng có logic và mang một tính quy luật nhất định. Thức tỉnh ở đây không chỉ là để biết hy vọng mà còn để biết tuyệt vọng, biết bảo thu. Và
việc chỉ phiêu diệt bạc kiện rồi tự sát là theo đúng quy luật tâm lý giải tỏa của một kẻ cố cung liêu thân. Ở đây, chính sự từ chối của thị nữ đã kéo chị Phèo về với thực tại và nhận ra bằng tiềm thức của mình thì kẻ thù trước mặt của bản thân vẫn là bà Kiền. Và tiếp theo đó là về nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật, thì ở đây nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật đã có sự kết hợp giữa lời nói đối thoại và độc thoại, lời nói trực tiếp và nửa trực tiếp, miêu tả tâm lý nhân vật một cách logic và tinh tế. Phần thuyết trình của nhóm 4 đến đây là hết ạ. Cô cảm ơn phần trình bày của nhóm 4. Cô mời các nhóm khác nhận xét cho nhóm 4 nào. Cô mời Đại Dũng nào. Tôi xin nhận xét cho phần trình bày của nhóm 4. Đầu tiên thì về phần người lên trình bày, bản trình bày cũng chảy như là tác phong trình bày rất là tự tin. Về phần nội dung thì em xin bổ sung cho nhóm bạn, đó là nhóm bạn con thiếu ngôi bút miêu tả tâm lý nhân vật. Ngôi bút miêu tả tâm lý nhân vật, đây rồi. Bạn đã chú ý cái nghệ thuật miêu tả tâm lý. Cô góp ý một chút, đó là trong cái khi trình bày thì các bạn có thể là trình bày gọn hơn. Ở khi thuyết trình thì các bạn có thể là diễn giải cái phần thuyết trình của mình. Còn cái khi trình bày thì các bạn trình bày những ý ngắn gọn, rõ ràng để cho người xem người ta tiện theo dõi. Thứ hai là ở đây cô thấy là ở phần đầu thì các bạn đã chú ý nhận xét cái diễn biến tâm lý, nhưng mà ở cái phần sau thì các bạn diễn giải hơi dài dòng. Cô có nhận xét phần chuẩn bị của các bạn ở nhà, cô thấy là cả bốn nhóm đều nghiêm túc thảo luận và đã cho ra được những cái sản phẩm tương đối là hoàn thiện. Cái phần trình bày của cả bốn nhóm thì các bạn cũng đã trình bày với một cái phong thái rất là tự tin, rồi cũng rất là mạch lạc. Sau khi thảo luận, cô khái quát lại những cái kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu. Đó là cái tâm trạng của chị Phèo khi bị thị nữ cự tuyệt, từ ngạc nhiên khó hiểu cho đến nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu. Hắn bỗng nhiên ngẩn người, sau đó chỉ như hít thấy hơi cháo hanh, ngẩn mặt không nói gì, sửng sốt đứng lên gọi lại, đuổi theo thì nắm lấy tay, tìm đến rượu nhưng càng uống lại càng tỉnh. Hắn cứ thoáng thoảng thấy hơi cháo hanh, rồi ôm mặt khóc rưng rức. Ở đây cô chiếu lên hai cái hình ảnh miêu tả hai cái trạng thái trong rất nhiều những cái trạng thái tâm lý của nhân vật chị Phèo. Cái hình ảnh thứ nhất đó là chị Phèo trong cái trạng thái ngẩn mặt. Ở đây chúng ta thấy chị đang ngây người, chết lặng vì tiếc nuối cái hạnh phúc đã qua. Ở cái hình ảnh thứ hai đó là khi mà cái nỗi đau, cái nỗi phẫn uất nó được đẩy lên đến đỉnh điểm và cất lên thành lời. Chị khóc rưng rức. Các em thấy diễn biến tâm lý của chị Phèo đi từ tỉnh rượu đến tỉnh ngộ, đi từ cái khát vọng hạnh phúc đến khát vọng làm người. Đó là cái quá trình diễn biến tâm lý khá phức tạp, đầy tính bất ngờ, đột biến nhưng logic đúng quy luật. Về nghệ thuật, dòng văn trần thuật độc đáo kết hợp giữa lời gián tiếp và nửa trực tiếp, giữa đối thoại và độc thoại. Cái ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật rất là logic, tinh tế, chân thật và đầy cảm động. Những tâm trạng đó sẽ dẫn chị Phèo tới hành động như thế nào? Chúng ta tìm hiểu sang một bé nhỏ. Chị Phèo diệt bà Kiến và tự sát. Bây giờ các bạn suy nghĩ cho cô cái câu hỏi. Theo em, hành động diệt bà Kiến và tự sát là bất ngờ hay là hợp lý? Các em có thể suy nghĩ đó là chị Phèo có ý định diệt bà Kiến không? Bà Kiến có nghĩ là chị Phèo đến để diệt mình không? Rồi chị Phèo có thể quay trở về cái cuộc sống của xã hội loài người nữa được hay không? Và những cái câu nói, đặc biệt là chú ý cho cô, những cái câu nói của chị Phèo nó cho thấy cái hành động của chị Phèo nó là bất ngờ hay là nó là tất yếu, nó là hợp lý. Các bạn thử suy nghĩ và trả lời cho cô nào. Cô mời Thảo lên. Em thưa cô, hành động diệt bà Kiến và tự sát của chị Phèo theo em là một hành động hợp lý, bởi chị Phèo đã xác định được kẻ thù của mình là bà Kiến, và mâu thuẫn của chị Phèo và bà Kiến càng ngày càng lên đến đỉnh điểm, không thể giải quyết được. Thứ hai, đó là chị Phèo đã bị xã hội từ chối và bị tước bỏ đi quyền làm người. Vì vậy, chị Phèo tìm đến tự sát là cách giải quyết cho bản thân, giải thoát cho bản thân khỏi
kiếp sống quỷ dữ ạ. Rồi, cô cảm ơn Thảo Lê. Cô mời những bạn khác nữa, những ý kiến khác. Cô mời Đại Dũng. Thưa cô, thì hành động theo em hành động diệt bà Kiền và tự sát là một hành động bất ngờ. Thứ nhất là chị Phèo đang hưởng lời từ bà Kiền. Thứ hai là bà Kiền cũng không ngờ là chị Phèo đến để giết mình. Cái chi tiết nào cho thấy là chị Phèo, bà Kiền nghĩ rằng là chị Phèo đến không phải là để giết mình? Em thưa cô là chi tiết đó là bà Kiền đã móc sẵn trong túi Nam Hào. Chị Phèo cũng không nghĩ rằng mình đi đến nhà bà Kiền, mà trong đầu của hắn ta là nghĩ đang đi đến của nhà thị nữ để đâm chết bà cô thị nữ. À, thể hiện qua cái câu nào nè? Thể hiện qua câu là phải đâm chết con khòm da ấy. À, con khòm da nhăn nó. Rồi, cô cảm ơn Đại Dũng. Các bạn khác nữa. Cô mời Khánh lên. Em thưa cô là em bổ sung thêm ý hành động diệt bà Kiền là một hành động bất ngờ. Đó là bởi vì là chị Phèo đang khao khát được sống nhưng lại chị Phèo lại tự sát, nên là đó cũng là một hành động bất ngờ. Rồi, cô cảm ơn Khánh Lê. Vậy thì cô thấy tất cả câu trả lời của các em nó đều có cái sự hợp lý. Các bạn đều đã lý giải được. Nếu như các bạn cho rằng nó là bất ngờ thì các bạn đã lý giải được cái tính bất ngờ. Và nếu như các bạn cho rằng nó là hợp lý thì các bạn cũng đã đưa ra được những cái dẫn chứng để các bạn chứng minh cái tính hợp lý. Vậy thì bây giờ cô sẽ tổng kết lại về cái hành động. Ở đây chúng ta thấy có hai cái hành động, đó là hành động diệt bà Kiến và hành động tự sát. Về hành động diệt bà Kiến thì cái tính bất ngờ nó thể hiện, thứ nhất đó là ở chị Phèo xách dao ra đi với cái suy nghĩ đó là tao sẽ đấm chết cái con khòm da nhà nó, như lúc nãy Đại Dũng đã nói. Thứ hai đó là lúc này chỉ đang là tay chân của bà Kiến, đang là người được hưởng lời từ bà Kiến, cũng là một cái ý kiến mà lúc nãy bạn đã trình bày. Và thứ ba đó là bà Kiến cũng không nghĩ là chị Phèo đến để giết mình, như lúc nãy bạn Đại Dũng đã lý giải. Thứ hai, về cái tính hợp lý thì ở đây chúng ta thấy trong sâu thẳm chị Phèo luôn xác định được bà Kiến là người đã đẩy hắn đến nông nỗi này. Thứ hai đó là cái mâu thuẫn giữa chị Phèo và bà Kiến nó đã đẩy lên đến đỉnh cao, và không thể, đây là cái mối mâu thuẫn không thể nào điều hòa, không thể nào giải quyết được. Và vì thế chúng ta thấy rằng cái hành động diệt bà Kiến đó là cái sự phản kháng lại cái kẻ đã đẩy mình vào con đường bi thảm, nhận ra và thấm thía tội ác của kẻ, của người đã khiến cho mình đánh mất cả nhân hình và nhân tính. Thứ hai, về hành động tự sát thì cái tính bất ngờ nó thể hiện ở chỗ đó là khi chị Phèo bị áp bức tù đày, chẳng hạn như là đầu tiên khi chị Phèo đi ở cho nhà bà Kiến, đi làm thuê cho nhà bà Kiến cũng bị áp bức bóc lột, rồi khi bị đẩy vào tù chị Phèo cũng bị áp bức bóc lột, thế nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện tự sát. Thế nhưng lúc này khi hắn đã trở thành một người mà có thể bất cứ lúc nào đến nhà bà Kiến để đòi tiền, rồi là một người mà dương dương tự đắc, có thể dương dương tự đắc rằng là anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta, lúc đó chị Phèo lại quyết định tự sát. Rõ ràng nó là một cái hành động bất ngờ đối với người đọc. Thứ hai đó là hơn lúc nào hết, lúc này chị Phèo rất là khao khát được sống, được yêu và được hạnh phúc. Về cái yếu tố hợp lý thì chị Phèo lúc này không được xã hội chấp nhận, bị cự tuyệt và chối bỏ, thể hiện qua cái thái độ của bà cô cũng như là thái độ của thị nữ đối với chị Phèo. Thế nhưng lúc này hắn lại cũng không thể nào quay trở về cái kiếp sống quỷ dữ được nữa, bởi vì lúc này chị Phèo đã hoàn toàn thức tỉnh, và hắn khao khát được trở lại làm người, khao khát quay trở về cái xã hội loài người. Vì thế chúng ta thấy rằng cái hành động tự sát nó là cái lựa chọn đau đớn nhưng mà cần thiết của một con người không được làm người, vì thế mà chết như một con người, lựa chọn chết như một con người. Vậy cái chết của chị Phèo có ý nghĩa như thế nào? Cô mời Phương Anh. Dạ em thưa cô, cái chết của chị Phèo có ý nghĩa đó là cái chết đã tô đậm lên bi kịch thảm thiết của chị. Chị mong muốn được quyền làm con người, được quyền làm người lương thiện, nhưng mà ngay cả mong muốn tối thiểu đó cũng bị cướp đoạt. Và tuy vậy, cái chết của chị Phèo cũng đã khẳng định vẻ đẹp lương thiện của chị. Chị chết trên quyền được mong muốn được làm con người, được làm lương thiện. Và chỉ có cái chết mới giúp cho chị thoát khỏi kiếp làm quỷ. À rồi,
Cô cảm ơn Phương Anh. Về ý nghĩa cái chết của chị Phèo thì cái chết trước tiên là tô đậm cái bi kịch thê thảm của nhân vật. Chúng ta thấy chị Phèo muốn được làm người. Mỗi một con người thì cái quyền làm người nó là cái quyền tối thiểu nhất. Và chúng ta tưởng rằng nó là cái quyền đương nhiên, lẽ dĩ nhiên là chị Phèo được quyền làm người. Thế nhưng ngay cả cái quyền tối thiểu, cái quyền cơ bản đó, chị Phèo cũng bị tước đoạt. Thứ hai, cái chết cũng đã khẳng định được cái vẻ đẹp lương thiện của nhân vật. Mà ở đây chúng ta thấy được cái tinh thần nhân đạo hết sức sâu sắc của nhà văn Nam Cao. Nhà văn Nam Cao khẳng định, phát hiện, khẳng định cái vẻ đẹp tính người ngay ở trong cái tên quỷ dữ như chị Phèo. Cái phần kết thúc truyền luôn là cái phần gửi gắm rất là nhiều những cái thông điệp ý nghĩa của nhà văn. Chúng ta tìm hiểu sang bốn nhỏ phần kết thúc truyền. Ở tiết học trước, cô đã giao nhiệm vụ về nhà. Sau khi khảo sát năng lực của các bạn thì cô đã yêu cầu Thơm, một người có cái khả năng hội họa, để tái hiện lại cái cảnh kết thúc truyền trong cái hình dung của em. Bây giờ cô mời Thơm lên trình bày cái sản phẩm của mình. Thưa cô và các bạn, sau đây em xin phép được trình bày sản phẩm học tập về nhà của em. Đấy là một bức tranh mà em đã tái hiện khắc họa lại cảnh kết thúc của phân truyền chỉ Phèo. Như mọi người quan sát thấy thì đấy là hình ảnh của thị nữ với một cái nhan sắc được gọi là má chế quỷ hơn. Đấy là hình ảnh thị nữ thoảng nhìn xuống bùng minh và ngước mắt lên nhìn phía xa xăm chiếc lò gạch cũ. Và phía bên đấy là hình ảnh của bà Kiến khi bị chỉ Phèo giết chết, và hình ảnh của chỉ Phèo sau khi giết chết bà Kiến đã tự tử và nằm sống sai trên đồng máu ạ. Phần trình bày của em đến đây xin hết ạ. Cô cảm ơn Thơm. Và nhận xét về cái poster của bạn đã chuẩn bị ở nhà, các em có thể thấy là cái phần trình bày của Thơm qua cái poster mà bạn đã chuẩn bị ở nhà, chúng ta thấy nó rất là giàu cái tính thẩm mỹ, chứng tỏ bạn đã rất là kỳ công chuẩn bị. Thế nhưng ở trong cái bức tranh này, chúng ta thấy Thơm mới chỉ tái hiện lại được cái chi tiết, đó là thị nữ nhìn nhanh xuống bùng và thoáng thấy cái hình ảnh của cái lò gạch cũ, rồi là cái chi tiết cái chết của bà Kiến và chị Phèo. Thế nhưng bạn bỏ sót mất một cái chi tiết, đó là chi tiết nào? Chi tiết người dân làm bàn tán sau khi chị Phèo và bà Kiến tử sự. Cái chi tiết những người dân làng Vũ Đài họ bàn tán với nhau sau cái chết của chị Phèo và bà Kiến. Rồi, cảm ơn em. Vậy cảnh kết thúc truyền gửi cho em những suy nghĩ gì? Cô mời Kiến. Em thưa cô, sau khi xem bức tranh của bạn Thơm trình bày thì em có suy nghĩ, đó là thứ nhất thì cái chết phần kết thúc truyện này như một tấm bi kịch, đó là dẫn tới cái chết của chị Phèo và bà Kiển. Và kết thúc này thì không mở cho chị Phèo một con đường để hoàn lương, mà chị Phèo đã chọn cách là giết chết kẻ thù của mình, bà Kiển, và kết thúc cuộc đời mình. Dạ em xin hết ạ. Rồi, cô cảm ơn Kiến. Cô mời ý kiến của những bạn khác nào. Cô mời Khánh Lê. Em thưa cô, là khi em nhìn lên bức tranh của bạn Thơm thì hình ảnh thì nở nhìn thoáng xuống bùng cho em suy nghĩ, đó là chị Phèo này chị sẽ có một chị Phèo khác lên thay thế. Hình ảnh chi tiết người dân làng bàn tán về chị Phèo và bà Kiến cũng cho em thấy được là xã hội ở đấy còn tồn tại một mâu thuẫn chưa được giải quyết, là giữa giai cấp bị trị và giai cấp thống trị. Và hình ảnh lò gạch cũ xuất hiện ở đầu tác phẩm và cuối tác phẩm cũng cho ta thấy được, đó là chừng nào còn tồn tại một xã hội như làng Vũ Đài, một kiểu người như bà Kiến thì sẽ còn tồn tại những kiểu người như chị Phèo ạ. Bạn đã trình bày cho chúng ta khá đầy đủ, cô chỉ bổ sung thêm một chút, đó là cái hình ảnh cái lò gạch cũ nó xuất hiện ở đâu và một lần nữa ở cuối tác phẩm, đó chính là cái kết cấu vòng tròn. Và cái kết cấu đó nó gợi ra cho chúng ta rất là nhiều những cái ý nghĩa. Lời bàn tán của dân làng trước cái chết của chị Phèo và bà Kiến phản ánh cái sự quẩn quanh bế tắc của người nông dân và cái mâu thuẫn chưa được giải quyết của giai cấp thống trị và giai cấp bị trị như lúc nãy bạn Khánh Lê đã trình bày. Thứ hai, chi tiết thị nở nhìn nhanh xuống bùng hé mở cái số phần nối tiếp lặp lại. Và thứ ba,
cái hình ảnh cái lò gạch cũ bỏ hoang xuất hiện ở đâu và cuối tác phẩm, là cái kết cấu vòng tròn giúp người đọc đào sâu thêm những cái tầng ý nghĩa mà nhà văn gửi gắm. Đó chính là chừng nào còn một cái xã hội kiểu như làng Vũ Đài, còn kiểu người như Bá Kiến thì sẽ còn cái kiểu người như Chí Phèo. Và chi tiết này cũng đã khái quát một cái quy luật, đó là quy luật tha hóa và lưu manh hóa đang bủa vây người nông dân lúc bấy giờ. Vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong cái tác phẩm Chí Phèo. Để có thể tổng kết lại những cái kiến thức mà chúng ta được học, cô cho chúng ta đi sang phần ba lớn tổng kết. Ở phần tổng kết, các em hãy thực hiện cho cô hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó là nêu những cái nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của tác phẩm. Yêu cầu thứ hai đó là qua việc đọc tác phẩm Chí Phèo, em hãy rút ra một số những lưu ý khi đọc hiểu truyện ngắn hiện đại. Cô mời Trà My. Thưa cô, về nghệ thuật xây dựng thành công nhân vật điển hình đó là Chí Phèo và Bá Kiến. Thứ hai đó là nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật sắc sảo. Thứ ba, ngôn ngữ thì linh hoạt, sinh động và dòng điều trần thuật thì rất là hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Và về nội dung đó là thể hiện hai giá trị là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Qua đó thì em cũng biết được cách đọc hiểu của nhân tác phẩm. Đó là củng cố thêm cái cách đọc. Còn thực tế chúng ta đã học cái cách đọc trước khi học rồi, đúng không? Bây giờ em củng cố thêm về cái cách đọc đó là gì nào? Trong khi đọc thì chúng ta có thể chú ý đến tình huống nhân vật, các tình tiết cổ truyền hay là tâm trạng của nhân vật đó. Cô thấy Trà My đã tổng kết được khá đầy đủ những cái nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, cho thấy là Trà My đã ăn nắm rất là vững cái kiến thức. Thế nhưng mà ở cái phần trình bày một số những cái lưu ý về cái cách đọc thì bản trả lời đang còn hơi lộn xộn. Về nghệ thuật thì thứ nhất đó là cái tình huống độc đáo, kịch tính. Thứ hai đó là xây dựng cái nhân vật điển hình sắc nét, miêu tả cái diễn biến tâm lý nhân vật thì rất là tinh tế, chân thật, cảm động. Thứ ba đó là cái ngôn ngữ thì đa thanh, đa dòng điệu. Ở đây cũng là một cái mà lúc nãy bạn Trà My trả lời vẫn đang còn thiếu. Về nội dung của tác phẩm thì bạn mới chỉ dừng lại đó là ở cái khái quát giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo, nhưng mà chưa trình bày rõ. Về giá trị hiện thực thì tác phẩm đã phản ánh cái xã hội nông thôn Việt Nam trước cách mạng với những cái mâu thuẫn cơ bản không thể giải quyết, không thể điều hòa giữa giai cấp nông dân và địa chủ, cũng như là phản ánh một cái hiện tượng một bộ phận người nông dân lương thiện bị đẩy vào cái con đường tha hóa. Về giá trị nhân đạo thì truyện ngắn Chí Phèo đã phê phán xã hội phong kiến đẩy người nông dân vào con đường tha hóa, rồi thương cảm xót xa trước nỗi khổ, nỗi bất hạnh của họ, cũng như là trân trọng cái khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc, đặc biệt là khẳng định cái bản chất lương thiện ở họ. Một số những cái lưu ý khi đọc hiểu cái truyện ngắn hiện đại thì các em hãy lưu ý cho cô. Thứ nhất là phải nắm được cốt truyện, cái sự phát triển của tinh tiết truyện, kết cấu của tác phẩm. Thứ hai đó là phân tích nhân vật ở cả cái khía cạnh hành động, ngôn ngữ, tâm trạng để làm nổi bật được tính cách và số phận của nhân vật. Thứ ba là cần phải chú ý ở cái lời kể và dòng văn của nhà văn. Để củng cố những cái kiến thức đã được học, chúng ta chuyển sang cái phần luyện tập. Ở tiết trước, cô đã giao cho các bạn thực hiện cái phiếu học tập. Và ở hai tiết trước thì các em đã điền vào cái ô số 1 và ô số 2 sau khi học xong tiết học thứ nhất và tiết học thứ hai của bài Chí Phèo. Ở tiết này thì các em tiếp tục cảm nhận cho cô về nhân vật Chí Phèo sau khi bị Thị Nở cử tuyệt. Nào, cô mời các em hãy trình bày cho cô những điều mình cảm nhận về nhân vật Chí Phèo sau khi bị Thị Nở cử tuyệt. Mời em. Em thưa cô, sau khi học xong tác phẩm Chí Phèo thì em cảm nhận về nhân vật này là nhân vật có một số phần bi thảm, khao khát quyền được sống, quyền được làm người và là một người có lương tâm, lương trí và lương năng ạ. Em xin hết ạ. Rồi, cô cảm ơn em.
Cô mời những bạn khác bổ sung. Cô mời em. Em thưa cô, em còn cảm nhận được ở nhân vật chị Phèo là một người có số phận bi thảm, bị tư tưởng đi quên làm người, cho dù là khao khát được muốn được làm người ạ. Em xin hiểu. Rồi, cảm ơn em. Cô thấy là bạn trả lời bị trung với cái ý của lúc nãy bạn Thương trả lời rồi, đúng không? Cô mời ý kiến khác nữa. Cô mời Trà My. Thưa cô, em xin bổ sung cho hai bạn đó là chị Phèo là một người có lương tâm, lương trí, lương nắng, và chị Phèo cũng biết khát vọng sống, khát vọng được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Em sẽ hết ạ. Rồi, cô cảm ơn. Ở đây chúng ta dùng cái chữ lương trí, lương năng, lương tâm có vẻ hơi quá. Chúng ta chỉ nói đó là gì nào? Chị Phèo là người có bản chất lương thiện, rồi cũng cảm nhận được cái khát vọng sống, khát vọng yêu, khát vọng hạnh phúc rất là mãnh liệt ở chị Phèo. Và các em đã cảm nhận được chị Phèo là một con người có cái số phận rất là bi thảm, muốn được làm người nhưng không được làm người. Từ những điều đã cảm nhận về nhân vật chị Phèo, em hãy khái quát cho cô về nhân vật. Cô mời em. Em thưa cô là em xin phép được khái quát về nhân vật chị Phèo thì chị Phèo là một nhân, có thể gọi là một nhân vật điển hình cho người nông dân trước cách mạng trong xã hội xưa. Những người nông dân có số bi thảm, bi tha hóa, nhưng mà trong cái tình cảnh bi tha hóa ấy thì người nông dân ấy vẫn mang được trong mình những cái bản chất lương thiện. Bạn đã khái quát cho chúng ta về nhân vật chị Phèo đó là điển hình cho người nông dân trước cách mạng có cái số phận bi thảm, bị tha hóa, nhưng ngay khi bị vùi dập, đánh mất cả nhân hình lẫn nhân tính, vẫn mang cái bản chất lương thiện. Để thể hiện những hiểu biết của các em về tác phẩm, cái khả năng liên hệ mở rộng và biết vận dụng những cái kiến thức từ tác phẩm vào đời sống, về nhà các em hãy thực hiện cho cô cái nhiệm vụ học tập sau. Từ bi kịch của chị Phèo, theo em, yếu tố nào đã tác động đến sự hướng thiện của một con người? Cái bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn cái sự chú ý theo dõi của tất cả các em.